Và các bạn, hôm nay là đêm thứ tư 16 tháng 6 năm 2021 giờ này của chúng tôi. 5 phút trước 10 giờ tối, tức là 11 giờ 55 giờ của tại Việt Nam ngày mai, hoặc là 12 giờ 55 gần 11 giờ trưa ở tại miền Tây của nước Úc, ở Perth, và 2 giờ 55 gần 3 giờ trưa ở tại miền Đông của nước Úc, Sydney và Melbourne. Và tôi xin được đi vào cái phần 1 của cái tiết mục giải ảo thời sự, nối tiếp chuyện mà đã bị gián đoạn ngày xưa. Tôi mở ra một cái kênh mới và tôi chỉ mong rằng là quý vị cố gắng theo dõi, ghi rõ, đăng ký, subscribe chuyện đó, gõ cái chữ like, thích cái đó. Và chúng ta để ý thế rằng là từ ít lâu nay đó, đó là họ cũng đã làm, họ theo dõi trên cái mạng này đó, họ cũng đã làm cái phần gọi là phiên dịch, closed caption, họ dịch nó tầm bậy tầm bạ, cái đó mình thông cảm. Chưa kể rằng là làm sao mà dịch được cái lối ngôn ngữ ăn nói nó kỳ quái của tôi chẳng hạn. Người Việt Nam nó đó là nhiều khi rất là còn điếng người nữa, thế thì làm sao mà có thể làm chuyện đó. Nhưng mà thôi, chúng ta mỗi người đó, đó là một phần, cố gắng làm thế nào mà để càng ngày đó, đó là cái mà gọi là Nghĩa Nguyễn livestream này đó, YouTube các thứ đó, như vậy đó, đó càng ngày càng có nhiều người tham dự theo dõi. Tôi không chờ đợi rằng là mình phải hoàn toàn đồng ý, nhưng mà ít ra đó là nó trở thành một cái kênh mới. Và sau khi mà mỗi lần có cái chương trình như vậy đó, là tôi đưa qua trên cái Facebook của tôi, Dynamax Forum đó, đó tôi ghi lại. Và nhiều người, tôi nghĩ rằng là những anh em trẻ, nếu mà thấy cái chương trình nó hấp dẫn thì những cái điều mà tôi trình bày, tôi nói, ứng khẩu tôi nói đó, đó họ ghi lại, họ thu lại, sau đó là họ gõ lại thành chữ. Tôi cũng cảm ơn cái chuyện đó. Chúng ta mỗi người một chút có thể làm được những cái việc mà nó có thể nó lợi, nó có lợi cho nhiều người. Thì đó là tinh thần chung. Gần 3 phút rồi. Cách đây mấy ngày thì tôi có nói rằng là ở bên chính quyền của sự Israel đó, đó là đã có một cái chính phủ mới ở kia, tôi nói rằng không tồn tại, thì sau đó là quả nhiên nó đã có cái vụ cái lực lượng Hamas ở giải Gaza đó, đó đã phóng ra những cái trái bóng mà bên trong đó, đó là tức là thực sự ra đó là chất nổ đặng để gây ra những cái đám cháy ở trong lãnh thổ của cái sự Israel. Và quả nhiên chính quyền mới đó, đó là phải phản đối dữ dội và mở ra cuộc tấn công. Thế thì tôi theo dõi cái này, tôi bảo rằng là không biết rằng là cháy bóng để gây ra đám cháy nó như thế nào. Thì tôi lại bảo nếu mà chúng ta người Việt Nam xem rằng là từ Quy Nhơn, cái lực lượng Tây Sơn lúc đó đó, đó tấn công lên đến Phú Sơn đã bị quân Trịnh ở miền Bắc xuống chiếm đóng, và đã có một cái trận chiến năm 1786. Và lúc đó, đó tôi vẫn nhớ là mình đọc sử Việt Nam, quân Tây Sơn đó, đó là dùng những cái, chúng ta phải nhìn đi, cái diều bay lên, và trong cái diều đó, đó đó là có những chất nổ, chất cháy đặng để đánh hỏa công vào trong thành Phú Sơn, tức là sau này là Huế đó, đó. Thì tôi bảo rằng là thời ngày xưa cũng đã đấy, có những cái võ nó rất lạ như vậy. Đó là chuyện của Israel. Bây giờ 5 phút rồi tôi mới đi qua chuyện nó lại còn tân kỳ hơn vậy nữa. Tức là tôi mới nói đùa, tôi bảo nghe tôi phải đi tìm chữ, tức là chữ nghĩa đó.
là tại vì nó có một cái hình thái tội phạm hoặc là chiến tranh bất cân xứng mà nó xuất phát từ Liên bang Nga. Và trong cái tháng 5 vừa rồi đó, nó đã có hai vụ nó xảy ra. Thứ nhất đó là những cái ống dẫn năng lượng của Hoa Kỳ đấy, Colonial Pipeline, bị không tặc tấn công. Và tấn công như thế nào? Gây ra những cái khó khăn và tống tiền đòi 5 triệu đô la. Một cái vụ bên cạnh đó là nó có một cái công ty về phân phối thực phẩm J, tức là chữ G, B, S, Foods, cũng bị tấn công đó như vậy. Và nó cái hậu quả của nó lại còn kéo dài lâu hơn nữa, là nó mới làm cho người ta ngồi suy nghĩ vào chỗ là tại sao một cái mạng lưới phân phối điện lực, năng lượng tự nhiên đó là bị tấn công trên cái không gian điện não. Tôi phải dùng lại không gian điện não, không phải là không gian điện toán, để tống tiền. Nếu mà không có nộp tiền cho chúng tôi đó thì cả một cái mạng phân phối điện của quý vị đó bị tê liệt. Họ đòi 5 triệu đô la. Thì mới đầu người ta tưởng rằng là một cái đám, một cái tổ chức lưu manh kiếm tiền, dùng những cái phương tiện gọi là công nghệ cao, là thuật lý cao cấp nhất trong chuyện đó. Dần dần thì người ta mới bảo rằng là à không, cái đó nó không phải rằng là những cái đám lưu manh, những cái tổ chức tội phạm ở tại Hoa Kỳ. Thưa quý vị và các bạn, nó xuất phát từ Liên bang Nga. Thì cái đó nó mới trở lại thành một cái vấn đề. Thì khi đó tôi mới nói đùa, tôi bảo một cái đề tài này nó rất lạ, bây giờ tôi cần một cái chữ mới. Tức là người ta nói đến cái thứ người ta gọi là cyber crimes. Crimes là tội hình sự. Và những cái kẻ gọi là phạm tội hình sự đó, người ta gọi là criminal. Rồi, cyber criminal. Thế thì chúng ta gọi cái đó nó là cái gì? Thì tôi bảo rằng là những cái mỗi người có một cái cách, tôi nhìn thấy cái cách đơn giản nhất và nó hơi, tại vì nó đơn giản mà nó hơi đần độn, nó gọi là công nghệ cao, tội phạm trong lĩnh vực công nghệ cao. Thì tôi bảo rằng là tội hình sự trên không gian điện não. Tôi không nói là điện toán, tức là cyberspace đó, thì người ta cứ hay dịch một cái cách nông cạn, tại vì người ta không theo kịp được cái trí tuệ của những cái bọn khốn nạn, những cái kẻ độc ác đó. Họ sử dụng cái mạng lưới điện tử, cái mạng lưới xã hội, tất cả cái mạng lưới internet đó, động để tác động vào cái lối suy nghĩ, cái lối quyết định, và cả không phải là của từng người hay là của một cái hệ thống nhân sự, mà nó là cả một cái mạng lưới phân phối quyết định về nhiều lĩnh vực khác. Thí dụ mạng lưới về điện, thì bây giờ đó là cái mạng lưới đó là nó bị tác động bên trong đó là nó bị tê liệt, nó không thể nào nó cung cấp điện cho nguyên một cái khu vực đó, chẳng hạn 500.000 hộ gia đình đó không có điện, là tại vì cái mạng lưới phân phối đó là nó bị tê liệt. Thì khi đó chúng ta mới nói rằng là cái đó nó không phải là không gian điện toán, mà nó là không gian điện não. Và tội ác đó, nó là một cái tội ác nó mới, trước đây nó không có. Thì lúc đó chúng ta mới phải ngồi suy nghĩ ngược lại. Hơn 9 phút rồi. Thưa quý vị và các bạn, nguồn gốc đó, nếu mà nước Mỹ chịu khó theo dõi và nhất là có trí tưởng tượng,
Nhiều khi đó là nước Mỹ nông cạn, kiêu căng mà nông cạn, không có trí tưởng tượng. Để hiểu được rằng là sau khi mà Liên bang Xô Viết sụp đổ đó, cả một cái hệ thống nhân lực, những người biết về điện toán cao cấp, thuật lý về điện toán, nằm ở trong cái lĩnh vực an ninh và tình báo, bảy mất việc. Thì bây giờ đó họ mất việc thì họ đi họ làm như thế nào? Thì họ đem cái nghề của họ, cái kỹ năng, tức là kiến thức và khả năng, cái know-how đó, họ đi kiếm tiền bằng cái đó. Và chính quyền của Liên bang Nga nối tiếp chính quyền của Liên bang Xô Viết vừa mới tan rã đó, đang là thôi, thà là như vậy đi, để cho những cái người mà biết nghề đó họ sử dụng cái nghề của họ, họ kiếm tiền ở nơi khác, miễn là đừng có kiếm tiền trong lãnh thổ, trên cái thị trường của Liên bang Nga. Thì cái đó nó đã có ngay từ rồi. Tức là Liên bang Nga là một cường quốc quân sự, họ đã có một cái trình độ về điện toán hay điện tử tương đối khá cao, và kết hợp hai cái lĩnh vực tình báo lẫn cả điện tử với nhau đó, họ có một số thành phần rất giỏi. Bây giờ đó là mất việc làm, thế thì họ dùng cái sự hiểu biết, cái giỏi giang của họ đó để đi kiếm tiền. Thì chính quyền mới của Liên bang Nga nói rằng là thôi, đằng nào cũng đói, kiếm tiền được, miễn là không có được hoạt động ở trong lãnh thổ hoặc là trong cái không gian điện não của nước Nga. Và sau đó nó Liên bang Nga tiến lên một cái bước cao hơn. Tại sao mình dung thứ cho họ, tức là nhắm mắt cho họ có thể họ làm việc kiếm tiền ở nơi khác, làm việc phi pháp ở nơi khác, miễn rằng là không có được đụng vào trong cái hệ thống của nước Nga. Tất cả những cái mạng lưới điện toán hay là điện não dùng chữ Nga ở bên trong đó, đó là họ không được phép sử dụng cái đó. Còn lại đó, đi kiếm tiền lặt vặt ở ngoài. Cái đó nó đã có, và thực sự quý vị và các bạn, nó đã có trong những cái năm 1990 mới trở về sau này. Bây giờ đó người ta mới nhìn thấy rằng là càng ngày đó mấy chục năm sau đó họ phát triển ra khá hơn. Và lúc đó người ta bảo rằng là nó có hai cái khía cạnh. Thứ nhất đó, tiền bạc. Đây là những cái mạng lưới tội ác, kiếm tiền bằng cách phá hoại hoặc là tống tiền, tức là gây sức ép và nói rằng là chúng tôi sẽ phá hoại cái mạng lưới của quý vị nếu quý vị không có trả tiền. Một trong những cái phương tiện trả tiền đó là chính là bằng cái đồng tiền gọi là Bitcoin đó, cái đồng tiền ảo. Và cái tội ác là tội ác trên không gian ảo, thanh toán bằng đồng tiền ảo. Cái đó là chuyện mà người ta mới để ý đấy. Thì lúc bây giờ đó là nó có một cái công ty, một cái doanh nghiệp của Mỹ, nó gọi là Record Future. Họ nói rằng là trong 25 cái vụ tống tiền trên không gian điện não, tức là sử dụng những cái, chúng ta cứ nói đến nhu liệu, cương liệu, thì chúng ta phải nói đến thêm một cái thứ khác nữa, nó là ác liệu. Tức là nó không phải rằng là software, hardware, mà nó là malware, động để nó phá hoại cái hệ thống điện tử của cả một cái mạng lưới phân phối dịch vụ hoặc là sản phẩm. Họ tấn công vào cái đó làm tê liệt nữa. Và lúc đó họ mới bảo rằng là nếu mà quý vị muốn
thoát khỏi cái tình trạng gọi bị tê liệt đó, phải trả tiền. Thì cái công ty mà Recorded Future của Mỹ đó, đó nghĩ rằng là trong năm, trong 25 cái vụ tống tiền trên cái không gian, trên cái gọi là không gian điện não đó, đó thì có 15 vụ, trong đó là 5 vụ nghiêm trọng nhất đó, là nó xuất phát từ Liên bang Nga, từ nước Nga hoặc là từ những cái quốc gia nằm ở trong quỹ đạo của Liên bang Nga. Tức là nó không phải của nước Nga, nhưng mà nó lại là những cộng hòa lăng nhăng gì ở chung quanh của nước Nga đó. Thì cái đó nó làm chuyện mà người ta mới để ý đấy. Thì người ta mới bảo rằng là nếu mà giáp lại cái đó với lại cái bản đồ của Liên bang Xô Viết ngày xưa, người ta thấy rằng là hình như là nó hơi hơi giống nhau, tức là cả cái mạng lưới ngày xưa đó, đó được khởi động trở lại, được nuôi dưỡng trở lại, và nó trở thành một cái tổ chức tội ác được Liên bang Nga đó, đó mặc nhiên nhắm mắt bỏ qua. Hai đó, đó là không có yểm trợ và thậm chí bảo vệ, với điều kiện cũng phải chi tiền kia, và đồng thời đó, đó phải tiến hành một số những cái mục tiêu chiến lược của Liên bang Nga, tức là một chính quyền sử dụng những cái bọn ăn cướp và nói rằng là chú mày đi ăn cướp như vậy đó là bậy, tao biết nhưng mà thôi bỏ qua, với điều kiện chia nhau chiến lợi phẩm, chia nhau tiền bạc. Thứ hai đấy đó, chú mày đó, đó là không được phép dùng những cái thủ đoạn ăn cướp đó trên cái thị trường hoặc là trên cái không gian điện não của nước Nga chúng ta. Cái thứ ba nữa đó, chú mày có thể ăn cướp đó như vậy nhưng mà đồng thời đó thực hiện cho đảng và nhà nước của chúng ta đó một số những cái mục tiêu chiến lược, và nhờ đó, đó đó là sẽ tránh được cái tội, cái tội đó là đưa ra những cái cài vào trên cái mạng lưới điện toán của các nơi, tất cả những cái không phải là software phần cứng hay phần mềm mà là cái phần độc, cái malware đó, tức là cấy vào, cấy sinh tử phù vào trong hiện đó đặng để sử dụng cái đó tác động vào chuyện bên kia. Thì những cái điều đó rất là tôi nghĩ rằng là nó đã có xảy ra từ lâu, bây giờ là nó mới đùng một cái nó mới vỡ ra kia. Và bây giờ đó là người ta mới thấy rằng là có một cái cuộc khảo sát năm 2017 ở tại Hoa Kỳ, thì của một cái công ty đó, đó cái lấy tên rằng là tôi phải đọc lại CAS, K-A-S-P-E-R-S-K-I, Kaspersky Lab, Lab tức là laboratory, phòng thí nghiệm đó. Thì họ thấy rằng là công ty đó, đó, đó làm cái cuộc khảo sát là 3/4 những cái vụ tống tiền trên cái không gian điện não đó, đó đều xuất phát từ nước Nga, tại vì sử dụng ngôn ngữ đó là dùng tiếng Nga. Thì cái chuyện đó nó mới trở thành cái vụ nó kỳ cục, tức là bây giờ không phải là một cái cường quốc quân sự thứ nhất trên thế giới, nhưng mà vẫn có được một số những cái thủ thuật từ ngày xưa, sau đó đó, đó là càng ngày càng khai triển, và chính quyền dung dưỡng một cái đám đạo tặc, mà đạo tặc không phải rằng là đứng ở ngã tư đường móc túi người ta hoặc là đi vào cái hệ thống ngân hàng đó để đánh cướp một cái, không, họ đi vào một cái trình độ nó cao hơn,
nó rắc rối hơn, nó siêu hạng hơn, tức là dùng những cái phương tiện điện tử cao cấp, những cái thuật lý kỹ thuật đó, đó nó cao vô cùng, mà hầu hết mọi doanh nghiệp, mọi cơ quan, mọi này thế kia đó đều đã phải áp dụng. Thì khi mà phải áp dụng những cái thuật lý đó như vậy, những cái technology đó, đó thì họ cài vào trong đó những cái thứ gọi là ác liệu, tôi nói là nhu liệu nhé, cương liệu nhé, nhu là software ha, cương là hardware, về nó lại còn có malware đó chẳng hạn. Thì tôi bảo mình phải đi tìm chữ, tại vì trước đây nó không có, bây giờ nó có, tức là họ cấy sinh tử phù, họ cấy những cái chất độc trên không gian điện não để họ kiếm tiền. Và cái đó, đó người ta mới thấy nó đã có từ lâu. Thí dụ như là năm 2014, cách đây thưa quý vị các bạn 7 năm đó đó, hệ thống tình báo của Liên bang Nga đã chiêu mộ một cái tay rất giỏi về kỹ thuật điện toán tấn công trên không gian điện não, đó là Alexei Bilin, để ăn cắp những cái thông tin của 500 cái chương mục Yahoo. Tôi cũng có một cái email của Yahoo mà từ đó về sau đó, đó là tôi bỏ luôn, tôi không dám đụng đến trong đó, là tại vì tôi không biết rằng là bên trong nội bộ các thứ đồ nó làm sao 500 triệu khách hàng của Yahoo có thể là bị thế đó. Và chính quyền Nga lúc đó là dùng một cái tay đạo tặc để ăn cắp thông tin của 500 khách hàng của Yahoo và sử dụng những cái điều mà cái tên Alexei Bilin đó cắp được. Hắn lợi dụng cái chuyện ăn cắp được 500 chương mục, hắn kiếm được một số tiền. Chính quyền Liên bang Nga bỏ qua cho hắn, bỏ túi cái số tiền đó, nhưng ngược trở lại đó, sử dụng những cái điều mà hắn đã ăn cắp được cho cái mục tiêu của Liên bang Nga. Thưa quý vị và các bạn, chuyện đó nó xảy ra năm 2014. Và bây giờ đó, đó dần dần đó, đó mới thấy các nước khác đó, kể cả nước Mỹ mới tá hỏa tâm tinh chuyện đó. Thì chúng cho rằng là chúng ta mới nhìn thấy rằng là nó có chuyện như thế nào. Liên bang Xô Viết có những cái người được huấn luyện về điện toán, điện tử. Sau khi Liên Xô sụp đổ, những cái người đó đó là mất việc, không có công ăn việc làm nữa, mà lại là tức lại làm trong cái lĩnh vực về an ninh và tình báo, thì dùng cái nghề riêng, tức là trong một cái chế độ nó sụp đổ mà những cái người mà được học võ, được chế độ đó là huấn luyện, đang để đi làm một số những cái nghiệp vụ như vậy, nghiệp vụ đó là không còn nữa đó, thì bây giờ dùng cái nghiệp vụ đó đi để làm để kiếm tiền bỏ túi. Thì cái chính quyền mới nối tiếp Liên bang Xô Viết đó là chính là Liên bang Nga biết bỏ qua, nhưng mà dần dần rồi đó họ nuôi thêm, họ tiếp tục cái chuyện đó. Thì thứ nhất, một đó, đó là bỏ qua, biết rằng là mấy người đó, đó làm những cái chuyện đó là phi pháp, nhưng làm ở ngoài không gian điện não của nước Nga thì cho phép. Cái thứ hai nữa đó là nếu mà chính quyền Liên bang Nga đó, đó có những cái việc mà cần mấy cái tên tội phạm đó, đó có thể cộng tác với lại chính quyền Liên bang Nga được, và lúc đó thì lại được chính quyền Liên bang Nga bảo vệ, tức là bước đầu dung thứ bỏ qua, bước thứ nhì đó, đó là tìm cách hợp tác với nhau để chia lời
và quan trọng nhất đó, để sử dụng chuyện đó, thì đưa đến cái bước thứ ba đó là mặc nhiên hợp tác và mặc nhiên bảo vệ, mà không có một cái gì chứng cứ hết tất cả, đặng để nếu mà có bị tiết lộ chuyện quan trọng. Ê, đây là một cái đám tội phạm, nó có tội phạm chứ đâu phải dính dáng gì đến chúng tôi đâu, tức là còn chối bỏ được. Chuyện thứ năm quan trọng vô cùng đó, đó là nhờ cái tiến trình dung thứ bỏ qua, rồi thứ nhì đó đó bảo vệ, có hợp tác ngầm ở bên trong, rồi cái chuyện quan trọng đó, đó là chối cãi được với lại thế giới bên ngoài, đưa đến cái chuyện là gây sức ép, là tại vì một cái chính quyền mà, tức là có nhiều quyền hạn ghê lắm, với lại một cái đám đạo tặc, một cái đám tội phạm đi chơi với nhau đó đó, thì chính quyền, cái anh công an luôn luôn là nói với lại cái tên mà đi móc túi người ta đó đó, tôi biết chú đi móc túi, tôi bỏ qua với điều kiện chia nhau một chút, tại vì nếu mà không có đó là chính chúng tôi với tư cách là công an mà sẽ đi ra dẹp cái chuyện đó. Thành ra việc đó, đó nó cũng có, tức là đồng thời đó là gây sức ép, đe dọa chuyện đó. Thế thì tôi cho rằng là đó là một cái điều mà nó rất lạ, nó là một cái hình thái chiến tranh mới. Chiến tranh đó, đó là một cái nước không còn đủ sức mạnh quân sự để đe dọa những cường quốc khác, nhưng mà vẫn có thể sử dụng những cái bọn tội phạm trong một cái hình thái liên lạc thông tin và trao đổi giao dịch đó, đó. Trước đây nó không có, bây giờ đó, nó càng ngày nó càng phổ biến, càng ngày nó càng lan rộng, và càng ngày nó càng chi phối nhiều xã hội, nhiều khu vực địa dư, nhiều quốc gia. Thì cái hình thái gọi là tấn công đó như vậy, nó trở thành một cái vấn đề rắc rối. Thế thì khi đó 27 phút chúng ta mới nhìn trở lại đó, thì tôi mới thấy rằng là đây là cái phần kết luận 10 giờ 25 rồi. Thứ nhất, Liên bang Nga có được một số ưu điểm của thời Liên bang Xô Viết, nhưng mà chưa bao giờ phát minh ra được một cái gì siêu hạng về điện toán điện tử, giống như là trường hợp của nước Nhật, của Nam Hàn, tôi không nói đến Hoa Kỳ, của Đài Loan, hoặc là kể cả thậm chí của Trung Cộng nữa. Thế thì Liên bang Nga chưa đi đến chỗ đó. Và cuối cùng đó là nếu mà có được một số cái phát minh, đó là phát minh trong cái chuyện gọi là giao dịch buôn bán cỏ con nho nhỏ với nhau trong cái khu vực, nó rất là nhỏ thôi, nhưng mà họ lại suy nghĩ rằng là cái nhược điểm không có cái sự sáng tạo, không có được một cái mạng lưới tỏa rộng, khả dĩ có thể bán được cái dịch vụ đó, bán được những cái con bọ điện toán hay là cái máy điện tử. Cái thứ chúng ta có bao giờ nghe thấy ai mua một cái máy điện tử, cái máy laptop hay là một cái desktop gì của Nga? Không có. Nhưng mà mua những cái chuyện ma mánh, ma quỷ lặt vặt đó, thì cái đó nó có. Thì tôi cho rằng là đấy, nó là một trong những cái khỏe thì dùng sức, yếu thì dùng mưu. Yếu đây là dùng mưu, mưu vặt, nhưng mà cái mưu đó, đó đó nó cũng vẫn là, nó là một cái mưu độc. Thì tôi cho rằng là cái đó nó là một trong những cái kết luận, nhất là khi cái đó nó cũng lại đem lại cho chính quyền Nga một số tiền, một cái tổ chức tội ác, một cái tổ chức hình sự trên không gian điện não, đó là tống tiền người ta, đòi người ta mấy triệu đô la, 5 triệu đô la như là chúng ta đã thấy trong cái tháng trước đó chẳng hạn đó, đó. Có khi chi cho
chính quyền Nga một ít tiền chứ không phải là không đâu. Cái thứ nhì nữa đó là nhờ những cái bọn lưu manh kiếm những cái chuyện ăn cắp vặt như vậy, ăn cắp vặt, nói là vặt thôi, nó cũng là bạc triệu đô la đó, đó. Thì Liên bang Nga đó là không phải tài trợ ra một cái mạng lưới để điện toán tình báo đó, cứ tốn tiền. Cái tụi này đó là tự động chúng nó hoạt động cái đó để nó kiếm tiền, thì mình nương vào nó, mình dung thứ cho nó, bao che cho nó, thế xong rồi còn chi tiền còn hơn là kia. Thì cái đó đó là nó mới làm phản ảnh ra một cái lối tính toán của một cái nước chậm tiến, lạc hậu và nghèo bần tiện. Đấy mới là cái thực lực của Liên bang Nga. Tôi nghĩ rằng là chuyện đó nó cũng là một cái điều, một cái kết luận chúng ta nên để ý đấy. Thứ nhì nữa đó là trong cái mối quan hệ với lại các cái nước dân chủ Tây Phương, về kinh tế cũng thua kém, nhưng mà về quân sự cũng vậy nữa, thì họ đi tìm ra một cái lối đánh gọi là bất cân xứng. Thay vì rằng là dàn trận đối phó ở đằng trước thì đi vòng ở đằng sau móc túi, cài những cái chuyện vớ vẩn ở bên trong đặng để kiếm tí tiền lẻ, thì tức là một cái lối du kích. Tôi phải dùng cái chữ du kích, thì mấy cái anh đảng viên nhà quê gì của Hà Nội nghe thì khó chịu. Đấy cũng có hình thức mà du kích một cái lối thế. Thì cái đó 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 nó cũng giúp cho những cái người hèn, những cái người yếu và ác đó đấy, sử dụng đó, phương pháp đó, thì cũng mình hiểu được. Tôi nói là tôi không nói là mình thông cảm, tôi nói là mình hiểu được. Ở yếu thì dùng mưu mà chuyện đó. Và quan trọng vô cùng đó, cái lối đánh mất dạy như vậy đó, cái lối móc túi, cái lối tống tiền như vậy đó, nó vẫn giúp cho cái chính quyền Nga đó có thể trốn. Ủa, chúng tôi đâu có liên hệ gì đến cái đám đó, đó đó là cái đám tội phạm mà ở kia, cái đó vẫn quan trọng. Thế thì bây giờ 30 mấy phút rồi, thì chúng ta ngược lại đấy, chúng ta phải nhìn cái chuyện đó. Thì các quốc gia Tây phương đứng đầu là Hoa Kỳ đó, suy nghĩ nó ra làm sao? Thì tôi cho rằng là phải chính thức công khai cho biết, thông báo rằng là nó có một cái hình thái đạo tặc ăn cướp tội phạm như vậy trên cái không gian điện não, thì phải nói rõ ràng cái đó nó có, và đặt ra một cái gọi là lằn ranh đỏ, một cái giới hạn, đưa ra một số những cái chi tiết tiêu chuẩn rõ ràng. Khi phạm vào những cái tội như thế này, như thế này, như thế này đó đó, thì phải chịu trách nhiệm về chuyện đó ra làm sao. Tức là hệ thống luật lệ đó, đó phải đặt ra một cái lằn ranh và minh danh nói rõ chuyện đó, minh danh nói rõ chuyện đó về cái tội phạm đó. Cái thứ nhì nữa đó, quan trọng không kém, bước kế tiếp cho biết rằng là Liên bang Nga có thể thôi, tại vì phải đưa ra chứng cứ, nhưng mà có thể, tức là cho Liên bang Nga biết và cho quần chúng ở trên thế giới biết rằng là Liên bang Nga đó là núp ở đằng sau cái chuyện đó. Và nếu mà như vậy đó, đó thì Liên bang Nga đó cũng sẽ bị trả đũa theo cùng một cái chừng mực, cùng một cái tổn thất, những cái khó khăn của cái mạng lưới tội phạm trên cái không gian điện não. Tôi lấy thí dụ đơn giản, tấn công vào cái Colonial Pipe chẳng hạn, bây giờ đòi 5 triệu đô la. 5 triệu đô la không nghĩa lý gì cả, nhưng mà nó cũng gây ra những cái vấn đề. Không những cái tốn tiền 5 triệu đô la, nó gây ra cái tình trạng về sinh hoạt kinh tế bị gián đoạn vì chuyện này chuyện kia. Cái phí tổn đó nó cao hơn là 5 triệu đô la, thì phải tính lại
làm kết toán về cái phí tổn đó. Và nếu mà rằng là chúng tôi có những cái chứng cứ rõ ràng rằng là Liên bang Nga đó là có dính với cái chuyện đó, thì Liên bang Nga đó là sẽ phải có chừng, sẽ bị trả đũa theo đúng cái mức độ gọi là tổn thất bên phía chúng tôi đã bị. Thì chúng tôi nói trước rằng là nếu mà như vậy đó, thì Liên bang Nga đó là sẽ bị cái mức độ tổn thất nó không phải là bằng nhau, nó phải cao gấp mấy lần. Tôi cho rằng là phải có cái phản ứng trả đũa rõ ràng như vậy. Và nếu mà như vậy thì tức là cái bước thứ ba quan trọng vô cùng, phải có một cái ý thức. Tại vì trong những cái chế độ dân chủ, pháp trị có cơ sở về luật pháp rõ ràng, thì phải có một cái nỗ lực thu thập những cái dữ kiện chính xác, đáng tin về trách nhiệm của những cái tổ chức tội ác đó và cái bàn tay của Liên bang Nga ở đằng sau. Phải có một cái nỗ lực đi tìm thấy cái từ cái gốc cho đến cái ngọn. Cái ngọn đó là những cái tổ chức tội ác đó, nhưng mà cái gốc đó là Liên bang Nga, phải cho thấy những cái chuyện đó. Đương nhiên đưa ra đến ra tòa đó là hai bên sẽ còn cãi lộn lẫn nhau. Nhưng mà khi mà bên phía các nước Tây phương đó đưa ra tên tuổi như vậy, đặt ra như vậy với điều kiện truyền thông báo chí đặc biệt của nước Mỹ đừng có khốn nạn quá, đừng có hèn quá theo cái truyền thống của họ đó, nêu đích danh Liên bang Nga có dính cái chuyện này chuyện kia, thì cái đó, đó thứ nhất nó đụng vào uy tín, thứ hai đó là nó tát vào mặt Liên bang Nga, là tại vì đang bị tố cáo về cái chuyện này chuyện kia. Thì cái việc mà tố cáo đó, cho đến khi ra đến một cái phiên tòa quốc tế nào đây để xử chuyện đó, đó nó cả 2-3 năm. Nhưng mà ít ra khi có một cái chuyện tố cáo như vậy đó, nó đặt ra một cái vấn đề về uy tín, về danh dự, và nó làm cho người ta quan tâm đến cái thực trạng của Liên bang Nga trở thành một cái chính quyền phải đi dùng một cái lũ đạo tặc như vậy. Và thứ tư tôi phải nhắc lại đó, là tôi nói rằng là đối phó chuyện đó sao, lật vạch ra một cái lằn ranh đỏ, nói rõ ràng đây là tội ác và phải có đối phó. Cái thứ hai nữa đó, cho thấy cái mối quan hệ giữa Liên bang Nga với lại những cái tổ chức tội ác gây ra chuyện đó như vậy. Cái thứ ba nữa đó là đi tìm những cái chứng cứ nó càng ngày nó càng rõ rệt hơn, đạo để sử dụng những cái chứng cứ đó phổ biến ra ngoài, cho đến khi có một cái tòa án nào đó quyết định rằng là cái chứng cứ đó đúng hay nó sai đó, thì phải mở ra một cái cuộc vận động tuyên truyền nói cho rằng là Liên bang Nga và hai cái tổ chức, ba cái tổ chức tội ác này đang bị truy tố về cái chuyện này chuyện kia, chưa biết cái phán quyết của tòa án nó sẽ ra làm sao, nhưng mà phải nói ra. Và khi mà nói ra như vậy đó, đây nó cũng tấn công thẳng vào cái uy tín và cái danh dự của Liên bang Nga. Tôi cho rằng là cái đó nó là chuyện quan trọng. Và thứ tư, muốn như vậy đó, thì những cái giới chức mà phụ trách về luật lệ của quốc hội, tức là bên lập pháp của các nước, nhất là của Hoa Kỳ, và bên hành pháp đó, phải suy nghĩ đưa ra những cái dự luật để được biểu quyết rõ ràng, trở thành một cái luật lệ, tức là hợp thức hóa, chính thức hóa, công khai hóa. Với một cái mạng lưới luật lệ như vậy đó, để khi có chuyện đó, áp dụng theo đúng luật lệ, chứ không phải rằng là cứ gọi là vu hồ vu cáo nọ kia. Cái đó tôi cho rằng là cái đó nó là chuyện quan trọng. Và sau cùng cái này hoàn toàn tôi không biết, nhưng mà tôi nói là tại sao mà mình không nói đấy, Hoa Kỳ bộ mù hay sao, ngu hay sao,
cũng có nhiều cái ngón võ đó chứ. Tôi cứ hay nói đùa là Trung Cộng cứ muốn làm đại bá mà gọi là nữ gặp nước Mỹ là đại điếm. Lâu lâu gặp mấy đám chính trị gia thì nó hơi hèn mà nó tham tiền. Đó là trường hợp của chính quyền bây giờ hiện tại, Joe Biden chẳng hạn. Nhưng mà nước Mỹ rất là cũng có đủ võ và cũng hiểu chuyện đó. Tại sao không vậy ông đập lưng ông? Tức là cũng sử dụng những cái phương tiện, những cái thủ đoạn như vậy mà không phải là để đi kiếm tiền theo cái lối tội phạm như vậy, nhưng mà đặng để gây cái tổn thất cho đối phương. Đối phương đó là Liên bang Nga, đó là trong trường hợp chúng ta đang nói hôm nay về những cái chuyện mà gọi là tội hình sự trên không gian điện não, thao dợt với lại cái đối phương của con đó, là tại vì đối phương quan trọng hơn nữa đó, chính là Trung Cộng. Có thể rằng là những cái người hữu trách trong chính quyền Hoa Kỳ họ đã nghĩ đến cái chuyện đó rồi. Có khi họ đã cố gắng áp dụng dưới thời của ông Donald Trump. Nhưng mà bây giờ đó là tháng 5 vừa rồi, cái vụ của Liên bang Nga đó đã làm đi ra là tấn công, cái chuyện như vậy tống tiền như vậy, đây cái đó nó khiến cho chính quyền mới bây giờ Joe Biden nó cũng phải suy nghĩ lại và suy nghĩ về cách đối phó với lại Liên bang Nga. Chuyện nó giống như là ngày hôm nay Joe Biden thì cũng có một cái cuộc họp báo riêng thì hơi ú ớ một chút, trong khi đó được ở tại Geneva và ở tại Thụy Sĩ, sau khi mà đã gặp Vladimir Putin cũng họp báo riêng này, họp báo riêng ở kia, chuyện nói chuyện lặt vặt, chuyện mà nó xa xôi hơn đó, thì tức là thao dượt với Liên bang Nga là một cái anh võ sĩ hạng muỗi, hạng ruồi ở đầu đường xó chợ, đặng để chuẩn bị đối phó với lại chính Trung Cộng. Và cái đó nó cũng là một cái điều mà chúng ta cũng nên suy nghĩ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Bây giờ đó là đã là 10:35 39 phút của miền Tây Hoa Kỳ. Cho tôi được ngưng một chút để tôi chuẩn bị sang đến cái phần 2 của cái tiết mục giải ảo thời sự của chúng ta. Mong rằng là đáp ứng được cái nhu cầu thông tin của quý vị và các bạn và mở ra được một cái mạng lưới liên lạc nối kết với nhau để chúng ta cung cấp những cái dữ kiện để giúp cho mọi người đó là có thể suy nghĩ từ một cái bản tin ngắn sang đến những cái vấn đề nó sâu xa, nó lâu dài hơn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Chương trình 43 phút.